I am a teacher. She is a doctor. She a A doctor. She a teacher. A doctor. A doctor. Okay, he is a taxi driver. Thầy ngắt cho hai câu em nhớ không á? Ok, rồi mình sẽ làm từng hai câu thôi ha, câu 1 và câu 2 thôi. I am a teacher. Am a teacher. She is a doctor. She am a teacher. Câu này em nhìn đến mũi tên thầy chỉ vô câu nào mình đọc câu đó. Dạ. Em thấy cái mũi tên màu xanh nó di chuyển không? Dạ thấy. Thì em nhìn đến mũi tên thầy chỉ vô câu nào thì em để ý tới mũi tên đó và đọc theo cái câu đó thôi ha. Dạ. Okay, so now again, lặp lại Dạ. ha. I am a teacher. I am a teacher. She is a doctor. She is a doctor. She Doc, am a doctor, okay. doctor. Yes. Now em thử đọc lại hai câu đầu tiên. I am a teacher. She is a doctor. I am a teacher. He, She she, is she a doctor. a doctor. She am a Okay, em nghe lại cái chữ cái câu thứ hai hả? doctor. She is a doctor. Okay. She am a doctor. Okay, yep. Now sang cái thứ câu thứ ba. He is a taxi driver. Tay đọc lại mình đi. He is a He em taxi driver. He em a taxi Driver. driver. Okay, huh? This is a book. Sếp em à. This is a book. Sit and apple. Okay, yep. We are students. We are soon. Students. We and soon the Students. student. Okay, yep. They are children. We are children. Okay. It is red. It and red. So em chỉ cần hôm nay em chỉ cần nhớ là I am, she is, he is, this is, we are, they are, it is. Tức là mình nhớ ba cái động từ to be nó đi với các cái chủ ngữ I là tôi này. Mình thấy rõ ràng là ở đây khi khi mà thầy có các cái câu nó bằng tiếng Việt ở đây thì I là tôi. She cô ấy, he anh ấy, this they, this có nghĩa là they, thì this is they là. Rồi ok, ở đây mình có we chúng tôi, we are chúng tôi là, we are students, chúng tôi là sinh viên. They có nghĩa là họ hay là cái người, ví dụ như thì Bình với Hoa nói chuyện với nhau mà nói về một cái nhóm người khác mình gọi họ là they. They. Rồi còn chữ khi Hoa với thầy Bình nói chuyện về một cái người thanh niên nào đó thì mình sẽ nói là he anh ấy. Còn nếu mà người thứ ba mình nói chuyện tới đó là người phụ nữ thì mình sẽ dùng là she. Ok, so bây giờ Hoa lặp lại với thầy lần nữa. I am. am. She She is. Is. am. Em đọc chữ is, chữ y á, xong rồi thêm vào chữ âm giờ như lúc nãy thầy nói. She is. She He is. is. This is. She We are. We are. They are. We are.
chữ R này mình đọc trong cái cổ họng mình âm A, nhưng mà trong cổ họng O, O. Yeah, they are, we are. Chữ V-O-G-O. We are. Yeah, V-O. chữ W đi với chữ E mình đọc là we. Yeah, V-O. that's right, we are. V-O. They are. Very good. V-O. Hả? Tốt lắm, em đọc rõ hả? Từ từ quen là em sẽ đọc được thôi. Nào, mình có một số câu để rèn luyện cho cái giọng của em nó em vừa nghe vừa luyện tập, để cho nó cái giọng của mình nó giống như cái miệng mình nó quen với cái cách phát âm của các chữ thì mình sẽ học nhiều hơn. À, em đọc lại với thầy các câu này. Đây là những câu phủ định của động từ to be hả? I am a teacher. I am a I am not a teacher. teacher. I A teacher. am not That's right. Kia teacher. em thấy cái chữ A đứng phía trước, mình đọc cái chữ này là a. A That's teacher. right. Đúng rồi. She is a doctor. She is a doctor. Okay. Doctor. She is not a doctor. She is not A a doctor. doctor. Okay. Trong cái chữ is not, người ta viết ngắn lại, mình đọc là isn't. 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 À, okay. Isn't. She isn't a doctor. She isn't a Okay, doctor. now một với hai lại. I am a teacher. I am a I teacher. am not a teacher. I am not a She teacher. is a doctor. She is a Okay, doctor. she is not a doctor. She is not Okay, mình a có chữ a doctor. Okay, doctor. A doctor. yep. She isn't a doctor. She isn't a doctor. Ok, rồi. À, thì cái mà Hoa cần nhớ hôm nay là mình nhớ cái động từ to be is, am, are đi với các chủ ngữ khác nhau. Is, am, are. Is, am, are. Yeah, ok. I am. She is. He is. It is. À, thầy sẽ đánh lên cái bảng để cho Hoa nhìn thấy ha. Okay, I am. She is. He is. It is. They are. We are. Rồi, cái người đối diện với mình là you. Hả? Anh chị you cũng đi với are. Okay, so em có thể nhìn vô đây và đọc lại với thầy luôn. Chữ to hơn, dễ nhìn tí xíu. I am. She am. is. She She am. is. She He is. is. He It is. is. It They is. are. They You are. are. We are. We You are. are. You Okay, are. now again, em đọc lại xem. I am. She Okay. is. He is. Yes. Is. They are. Yeah. They are. We, chữ này đọc là we. Yeah, we are. You are. Okay, You are. yes. So thì em chú ý là khi những cái chủ ngữ I này, tôi nè, she nè, he nó sẽ đi với các cái động từ to be khác nhau. Tức là cách chia động từ của động từ to be trong tiếng Anh ở hiện tại. Thì mình nhớ những cái này trước. Thì từ những cái này mình sẽ ghép vào. Ví dụ thầy nói một câu là tôi là giáo viên chẳng hạn. Thì nói bên kia mình có I am a teacher. Tôi là một giáo viên. Thì bây giờ mình có thể thay đổi chữ giáo viên bằng chữ khác. Thì mình sẽ có một câu khác. I am
a doctor. Tôi là một bác sĩ. Em viết thêm chữ vào cái nghề vào thì nó có những mẫu câu khác nhau. I am a student. Tôi là một sinh viên. I am a student. Thì những cái mẫu câu này như thế này khi mà mình nói chuyện thì mình thường sử dụng I am, she is, he is, it is, they are, we are, you are. Thì hôm nay mình tập làm quen với những cái này. Với lại thầy sẽ đưa lên cái bảng chữ cái để cho Hoa đọc có chữ cái với thầy làm quen cái chữ cái luôn. Để mình biết khi mai mốt mà thầy đánh vần bằng tiếng Anh thì Hoa sẽ biết cách đọc hả? Ok, Hoa đợi thầy xíu.